ngày 1 tháng 7, Trần Phước Junipero Sierra, sinh năm 1713, mất năm 1784. Miguel Jose Sierra sinh ở đảo Majorca, Tây Ban Nha và lấy tên Junipero khi gia nhập dòng Francisco. Được thụ phong linh mục năm 1737, ngày dạy triết thần ở Đại học Luniana cho đến năm 1749, thì ngài chuyển sang công việc truyền giáo ở Tân Thế Giới và được gửi sang Mễ Tây Cờ. Vào năm 1768, cha Sierra tiếp quản công cuộc truyền giáo của các linh mục dòng tên là những người đã bị chính quyền trục xuất cách sai lầm trong tỉnh California Hạ và Thượng. Lúc bấy giờ, California là một tỉnh của Mễ Tây Cờ. Là một tông đồ hoạt động không biết mệt, cha Sierra trách nhiệm phần lớn cho việc thành lập và phát triển giáo hội ở vùng ven biển phía Tây của Hoa Kỳ khi phần đất này vẫn còn là khu vực truyền giáo. Cuộc đời truyền giáo của cha Junipero là một cuộc chiến chống với giá lạnh và đói khát, với các nhà lãnh đạo quân sự không có cảm tình và ngay cả bị nguy hiểm đến tính mạng vì những người da đỏ. Để duy trì tinh thần truyền giáo hăng say ấy, ngài cầu nguyện hàng đêm, có khi từ nửa đêm cho đến sáng. Tổng cộng ngài đã sáng lập 21 trung tâm truyền giáo và hoán cải hàng ngàn người da đỏ. Những người tân tòng không những được học biết đức tin mà còn được dạy bảo cách trồng trọt, chăn nuôi cũng như thủ công nghệ. Vì sự lao nhọc trong việc tông đồ, ngài từ trần ngày 28 tháng 8 năm 1784. Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước năm 1988. Lời bàn. Lời trung thực nhất để diễn tả về chân phước Junipero là sự nhiệt huyết. Tinh thần đó xuất phát từ sự cầu nguyện chân thành và ý chí bất khuất. Châm ngôn của ngài là: luôn luôn tiến bước, đừng bao giờ lùi.